thay đổi nước Việt, mình phải mời bác Bùi Hiền làm bộ trưởng bộ du lịch để cho ông già SSOO. Cái bộ thường dùng đọc chỉ đọc thì cái câu bề trên cũng có dạy nó, trong cái người ác nhất họ cũng có một cái để sau này con sử dụng. Nên thiên tử hướng trần, bất cứ ai cũng không nên gây kẻ thù. Cái bộ không thuộc phe phái nào, cái bộ là người có thể nói cả hải ngoại, cả quốc gia. Những người chống cộng cực đoan cũng thương như bộ, những đảng cộng sản cực đoan cũng thương như bộ. Chỉ có những thằng ngu thì nó không biết chuyện thì nó hỗn hào thì mình không nói nha. Trừ khi Trung Cộng, bộ hay nói nước nước cũ của sư phụ, tại sư phụ là từ bên Trung Quốc qua mà. Anh nhớ nó tiền kiếp, tại Phật về Nam chứ Phật đâu còn ở trong mắt sư phụ không có quốc gia. Cha kêu đầu thai nước Bìm gì là mình vô mang tiếng nói nước đó. Thì nó ghét sư phụ thôi, nó đâu có ưa sư phụ, trù nước nó làm chim non sẻ bẫy. Hồi đâu có trù đâu, đâu thiệt mà. Thời sư phụ Tần Thủy Hoàng, sư phụ giúp nước nó là thống nhất gồm thâu lục quốc. Sư đặt ra một cái hệ thống để cho hậu thế ngày hôm nay. Hôm nay nó ai lên giảng Lý Trường Thành á, mà lãnh tiền nó đúc ra nó phải gửi qua cho Thiên Tâm chúng ta.